bây giờ tôi sẽ đi thử cái này, coi như là cái áo đi ha, cho nó bự bự xíu ha. Đó, gặp đối thủ đẩy ra đó, chui qua trời đó, xong về. Ủa sao này dễ quá trời, chơi gì dễ như vậy? Dễ quá anh Giang ơi, quá đơn giản. Dạ đơn giản đó. Bánh bèo phải làm gì vậy? Chui không lọt. Phải có kỹ thuật, hãy dùng sức đi. Đội của chúng ta là đội màu vàng, mà thắng nữa là coi như là đội kia thua luôn. Đúng. Làm được cái bị phạt luôn. Chính xác. Anh chỉ cho em nè. Dạ. Em đứng gần Ngọc đi, Ngọc yếu là em đẩy cái nó té liền hả? Và bây giờ lượt thứ hai bắt đầu. Cái gì đang xô như vậy? Đang xô như vậy? Đường đâu chụp lại nghe Ngọc. Trời ơi bà Ngọc, đường đâu như vậy là chiến thuật rất rõ ràng. Đời của Thúy Vinh chơi cái chiêu là Thúy Ngân làm chốt thí. Đội bên kia tào lao Vinh về trước, sau đó đợi chờ cơ hội cho Honey One lọt về. Mà trên đường về Honey One là bị cản trở bởi bánh bèo Lan Ngọc. Quá. Chụp lại nghe Ngọc. Trời ơi bà Ngọc. Được rồi. Quá nguy hiểm, còn Lâm Vĩ Dạ. Ủa hồi nãy giờ không thấy mặt. Nãy giờ trong này ấm quá em ngủ quên. Ủa mọi người đang làm gì vậy? Ủa thắng nữa hả? Ở trò chơi này, đội của Trương Thí Vinh, Thúy Ngân và Hải Quân thắng hai lượt là thắng luôn. Xin chúc mừng. Chưa. Yeah. 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 Yeah.